thông điệp mang tính chất cốt lõi của công ty chúng tôi, chất lượng, môi trường và có trách nhiệm với xã hội, đấy là nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chúng tôi luôn cố gắng nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, cam kết với xã hội đưa ra sản phẩm an toàn thực phẩm với các chỉ tiêu nghiêm ngặt nhất, đặc biệt cam kết bảo vệ môi trường, luôn hướng tới sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Với giá trị cốt lõi trên, chúng tôi luôn đặt mình với cái trách nhiệm đối với xã hội là thước đo phát triển bền vững của mỗi thành viên trong doanh nghiệp.